Có chừng nó đứng sau em nha. Nó đứng sau em á. Đứng sau á. Con này ốm quá nè. Con này là chiên da giật nè. À, con này là chiên da giật. Quăng đây ra. Cảnh giác nha, cảnh giác nha. Cảnh giác nó đứng sau á. Sao nhảy tới nó giật con. Đứng nguy hiểm quá. Trời, nguy hiểm quá. Con quỷ này là thấy ghét quá. Đẩy vô nó đi. Nè. Trời. Đó, nó ăn thôi chứ nhóc nè. Bắt quà kỳ quá. Bắt sao? Cắn luôn, gọi nước luôn. À. Xong luôn. Ờ đứng sao kìa. Con nó mè má ghê á. Nó mè, nó mè. Nó mè đó. Mè. Thôi đi đi. Đi cho khác, đi qua kia. Đó chưa sửa cục kẹo đi. Đó sửa cục kẹo đi. Sửa cục kẹo đi. Nè sao đó. Nó sao đó, nó sao đó. Nó sao đó, nó sao lưng đó, nó canh sao lưng không á. Thử cho nó kẹo đi. Để sữa. Sữa nó mới ăn. Ăn thôi. Con này kẹo sữa nè. Nó ăn được nè. Rồi. Con này nó đói nó ăn vỏ chuối không? Có ăn kẹo à? Đồ này cái nó mè má ghê luôn.
trắng nhỏ nè, trời nó trắng nhỏ. Cái đuôi nó bị gì vậy Đức? Có con sau lưng ấy nha. Chân khúc còn không? Còn nhiều. Để dành, để dành. Chút chút nữa cho ăn. Còn mười mấy chút. Đâu ngoại vậy?